bộ phim Maleficent: The Trust of Evil, phim hóa ám ai sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Kính mời quý vị tập trung hướng về sân khấu chính để sự kiện của chúng tôi được bắt đầu. Xin cảm ơn. Trong ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ làm nóng không khí lên một chút xíu bằng những quà tặng độc quyền đến từ bộ phim Tiên Hắc Ám 2. Thưa quý vị, những quà tặng này là chúng tôi nhập từ nước ngoài về nha, rất giá trị và vô cùng độc quyền, sẽ không có ở Việt Nam nhiều đâu. Cho nên là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tham gia hai câu hỏi nho nhỏ của Sam. Ở đây thì Sam sẽ có hai câu hỏi liên quan đến bộ phim Tiên Hắc Ám. Và nếu như mà quý vị nào tham gia và trả lời chính xác thì chúng ta sẽ nhận được phần quà độc quyền International là hoàng nhân đến từ Maleficent 2. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta, khoan đã, trước khi mà hỏi thì xin hỏi là quý vị ở đây có sẵn sàng tham gia game không ạ? À? Tại vì thấy mọi người hiền quá. Mọi người ai cũng đeo sừng rất dễ thương. Mà sao mọi người không khí buồn quá vậy nè? Mọi người ủng hộ em chút xíu nha. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta, câu hỏi này thì Sam nghĩ là rất là dễ luôn á, sẽ rất là nhiều bạn trả lời được nha. Bộ phim Maleficent được chuyển thể từ câu chuyện cổ tích nào? Sam mời bạn trai đeo mắt kính này, tại vì thấy bạn trả lời bạn giơ tay nhanh nhất. Ông mời bạn lên sân khấu luôn được không? Ngại gì? Rồi mình giới thiệu về tên của mình trước nha. Em tên là Thành Công. Thành Công à, hiện tại mình công việc của mình là gì Thành Công? Em sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương. Và ngày hôm nay là mình đến đây để mình xem bộ phim Tiên Hắc Ám 2 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi hồi nãy Sam hỏi nha. Bộ phim Maleficent được chuyển thể từ câu chuyện Sleeping Beauty, công chúa của chân rừng. Bạn có chắc về câu hỏi của mình không? Thì chắc chắn rồi. Mọi người ở đây nghĩ câu trả lời vừa rồi có đúng không ạ? Thì tất nhiên là đúng rồi. Như vậy là sẽ có một phần quà dành cho bạn. Đây, phần quà này cái gì mà thấy cũng nặng tay quá vậy ta? Xà bông hả? Không phải đâu nha, đây là phần quà độc quyền từ bộ phim Maleficent được nhập khẩu từ Disney ở bên nước ngoài về đó, ở Việt Nam không có đâu. Xin chúc mừng bạn. Chúc viện của Maleficent lại xoay quanh nhân vật chính, đó chính là Maleficent, một phù thủy có quyền phép tối thượng và người đã đặt lời nguyền lên nàng công chúa Aurora, khiến cho nàng rơi vào giấc ngủ ngàn thu và chỉ được đánh thức dậy bởi một nụ hôn của người yêu thương nàng công chúa thật lòng. Trong tác phẩm bom tấn của năm 2014, Maleficent đã chuyển thù thành tình mẫu tử với đứa cô gái nuôi bất đắc dĩ của mình. Và 5 năm sau thì nàng Aurora đã trưởng thành và trở nên vô cùng xinh đẹp. Sau đó thì nàng được hoàng tử Philip ngỏ lời cầu hôn. Tuy nhiên, Maleficent đã phản đối cuộc hôn nhân này do xung đột giữa loài người và tiên tộc vẫn luôn hiện hữu. Mâu thuẫn đã chia cắt hai mẹ con và khiến họ đã trở thành hai đầu chuyến tiến với nhau. Trận chiến này sẽ là một trận chiến thử thách lòng tin lẫn tình cảm giữa Maleficent và công chúa Aurora. Và liệu tình cảm gia đình giữa cả hai có đủ để đập tan mâu thuẫn, và liệu cuộc hôn nhân giữa hoàng tử Philip và công chúa Aurora có một cái kết đẹp hay không? Sam nghĩ rằng tất cả quý vị khán giả ở đây đều đã tự đặt cho mình rất nhiều những câu hỏi và mong chờ được biết là điều gì sẽ đến với Maleficent trong phần 2 này đúng không ạ? Và mọi thắc mắc thì sẽ được giải đáp trong ít phút nữa mà thôi. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ cùng ủng hộ bộ phim Maleficent Tiên Hắc Ám 2.